Ladies and gentlemen, các anh xin chào. My name is Wayne Fogler, again from scientificguru.org. Thì đi cái này mà mấy người chúng ta vài vết cầu thì chúng ta tìm mấy. Vài vết cầu thì là hồ vài vết tiếng anh mà người chúng ta tìm mà làm mấy. Fashion mình tìm ra đi là mấy người chúng ta tìm mấy thằng này. Cú chúng ta mà pinch phải được cú gì đấy. Là con này mà fashion được cú gì đấy. Pinch cho bộ mà vài vết cú đi sau đấy. Ở mà lại vài vết cú đi sau đấy. Vài vết nó cũng là nằm ở đó. Phi à vài vết. Thì con này vài. Làm cái tụi sai lỗi để mua 20. Ông gọi là vài vết này à vài tu sai lỗi để tạm mua ta không biết đâu vài bên nó cũng lâu nam mẹ tu về tại mẹ bà mẹ tu lẽ sai lỗi để tạm mua mất tu mà bù số ra cả họ đi vài gì về cả họ đi tu ít số là phần xin ấy bỏ đi phía đấy khá là bây giờ phải bị thế mà xí à không biết đâu thì còn là nó bỏ mà tu vào đi tan xí à mà tu nó ở đây khá là bây giờ phải bị thế à đi tu ít phần xin khá là bây giờ phải bị thế mà là đi sau đó vài gì về cho nó qua lô cái vài gì về lúc đó local scope mà xí à nó thì đuôi fashion đặc khu đuôi mà bên xí để vài em local scope thì đuôi đuôi fashion đặc khu đuôi nhà mà hậu để vài em fashion đặc khu đuôi là khai bậc cái phun bê lên á anh ấy phun bê thì mà bên xí để vài em đuôi vài em đi vào anh còn nhiều chỗ quá global vài em local đấy và trong này đuôi global scope mà đi xí để bao giờ rồi đó fashion đuôi mà fashion đuôi là fashion body phía đấy khai bậc cái phun bê đuôi nhà vài em đi vào local vài em local đấy fashion bây giờ đuôi vài em rồi chỗ quá global vài em local đấy đuôi nhà đó local variable ကိုပေါ့ ਨੇ အဲ့တော့ literally လေးလာကြည့်မယ် လေးလာတဲ့ခါမှာ ဒီ global keyword လေးပါ ကျွန်တော်တို့သုံးသွားမယ် နော် အခုအရင်ဆုံး ကျွန်တော်က လာပြီးတော့ ph မှာ function တစ်ခု တည်ဆောက်လိုက်မယ် function do if ဆိုရယ် နော် ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်တို့မှာတော့ variable တစ်ခု ရှိတယ် var dollar sign var တို့ ကျွန်တော်က name tempo ကို 20 ကို assign လုပ်လိုက်မယ် ဒီမှာကျတော့လည်း dollar sign var တို့ ကျွန်တော် tempo ကို 10 လို့ assign လုပ်လိုက်မယ် အခုဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်က echo ဆိုပြီး dollar sign var ကို ဖြည့်ထုတ်ရင် 20 လာလိမ့်မယ် ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ hồi nãy ba trăm lẻ sáu chúng nó phi thâu đã hay global variable phi thâu đã một lúc hồi nãy tám mươi bốn này chúng nó làm việc chú ấy lúc khó gì mà chú ấy lúc khó gì mà rồi thì chú ấy cái này chúng nó làm việc ác cú trong thời gian vài lúc rồi mà là chú ấy phát sinh khó là chú ấy phát sinh à chú ấy variable phía đây vài sai lúc này đang một đang u phi thâu bên này là lấy là chỉ gì à đang phi thâu bên này thì phía nào mà xíu phát sinh khá là bây giờ tôi mà đi sau này hay variable à giờ local variable local scope mà xí luôn thì bộ mà giờ chúng tôi sau này variable à phát sinh cũng tôi mà không tôi bảo nó lúc chưa nó thì bây giờ phải đi phân biệt thêm mà đi sau đó tôi cho chúng nó global scope mà xí rồi cho global variable local rồi không nữa à cứ cho tôi nếu mình làm mình làm chắc chắn gì mà เนี่ยเมียเราจะเช็คจริงๆอยู่มาจนว่าဒီမှာတန်ဖိုးမရှိဘူးမရှိရချင်းမှာကျွန်တော်အကူဆိုပြီးဒေါ်လာ5ဘာလို့ဖြည့်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့2 function ကိုပေါ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အကူဒေါ်လာ5ဘာဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ20ကိုဖြည့်ထုတ်ချင်တာဟုတ်မလားအဲ့ပြန်လာရှိရပါတယ်အော် amplify variable variable ဟဲ့ဒီ function ရဲ့အတွင်းဟာ variable ကိုဟဲ့ဒီ function ရဲ့အတွင်းဖြစ်တဲ့ခါလီဘရက်ကအဖွင့်ပေးဘော်ဒီတွေကနေလမ်းမြင်ဖွင့်လမ်းမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြင်ချင်တဲ့သူကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပြန်ပြီးတော့ assign ကြော်ညာပေးရတယ်ဒီကောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် ဒီလိုလာပြီးတိုက်ရအဖြေထုံးရမှာတော့ဝမ်းမရအောင်နော်ခေါ်ချင်ကြုံမဖြစ်မနေ global keyword သုံးပြီးပြန်ခေါ်ပေးရနော်ပြန်ကျင်ညာပေးရတယ် global ရဲ့ variable ကိုပေါ့ ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဖန်ရှင်တစ်ခုအတွင်းမှာတိစောက်တဲ့ variable တွေက local variable ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က local scope မှာတည်ရှိလို့do it function အတွင်းမှာသုံးလို့ရလို့အဲ့local လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဒီ function ရဲ့အပြင်မှာတိစောက်ထားတဲ့ variable ကိုတော့global variable လို့ခေါ်တယ်သူတို့က global scope မှာရှိတယ်သူတို့ဖန်ရှင်အတွင်းကနေခေါ်တုံးရင်ကျွန်တော်တို့က global ဆိုတဲ့ဟဲ့ဒီ keyword ကိုသုံးပြီးခေါ်သုံးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် variable တစ်ခုဖော်လာဆိုင်း f1 keyword function keyword မရဘူးဘာကြောင့်လဲ function တစ်ခုအတွင်းထဲက function အပြင်ဘက်က variable ကိုလည်း function အတွင်းထဲမှာ php ကခေါ်သုံးခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းတော့အအောင်ပေါ့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပရိုဂရမ်ကြီးအားလုံးမှာ okay ရတယ်နော် php မှာလည်းမှာ okay ရတယ်အဲ့တော့ super glue ပဲလက်ရှိလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်
function a pi bạc là chỉ để vào đấy về function body là gọi function tuyến gọi function body này là là có đồng hồ chụp ra này không biết đó rồi function pi bạc chỉ để vào đấy về function tuyến này là có đồng hồ máy xíu xí chuyện cho bà lô vào đấy pi bạc vào đấy về phong kiểu có đồng tiền này rồi global keyword đồng ý chính nhà bây giờ GLOPN global keyword đồng ý là có phong kiểu function của chính bây giờ chính nhà mà có đồng ý bây giờ làm gì phi thuật đấy nào. Rồi chúng ta mới đến với wifi của lớp sinh viên của đội O.